Xin kính chào quý vị và các bạn. Một ngày mới lại bắt đầu và hãy cùng chúng tôi khởi động một ngày mới với chương trình Cuộc sống 24 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chương trình ngày hôm nay ngày 15 tháng 8 năm 2016, tôi là Thùy Dương. Còn tôi là Thanh Huyền và ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng điểm qua nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. 3 người chết và hàng trăm người phải đi sơ tán trong trận lụt lịch sử ở miền Nam của nước Mỹ. Mưa lớn tiếp diễn tại Bắc Bộ khiến ít nhất là 3 người chết, nhiều tuyến quốc lộ bị ách tắc do sạt lở. Cùng khám phá lớp học mang tên Nghệ thuật quyến rũ đang thu hút phái đẹp ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng, tại sao chúng ta vẫn đang rất lúng túng trong việc bảo vệ bản quyền nghệ thuật, góc nhìn của những người trong cuộc. Một chiếc huy chương vàng Olympic được làm ra như thế nào? Hãy cùng theo dõi trong phần cuối của chương trình. Mới đây, một đợt mưa lớn đã gây ra trận lụt lịch sử ở các khu vực miền Nam của nước Mỹ, khiến ít nhất là 3 người thiệt mạng và hơn 1.000 người khác phải sơ tán. Theo đó, trận lũ lụt ở Đông Nam bang Louisiana và Nam Mississippi đã khiến giao thông bị cản trở, một thị trấn bị cô lập hoàn toàn. Chỉ riêng lượng mưa ghi nhận ở Louisiana đã lên tới 254-381mm. Nhiều ngôi nhà đã bị ngập nặng dọc theo sông Tanpi Gapwa ở gần Amai, thuộc tiểu bang này. Hiện tại hơn 1.000 người dân ở khu vực xảy ra lũ lụt đã được sơ tán bằng tàu thuyền và máy bay. Thống đốc Louisiana, ông John Bell Edwards đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, gọi đây là trận lũ chưa từng có. Trận lụt được dự báo vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến một số khu vực ở Louisiana cho đến hết tuần này. Vào cuối tuần qua, ít nhất 100 nhân viên cứu hỏa đã phải chiến đấu với một vụ cháy rừng lớn ở quận San Luis Obispo ở bang California của Mỹ. Đám cháy trên bắt đầu bùng phát lên vào khoảng chiều tối ngày 13 tháng 8 và cho đến thời điểm hiện tại nó đã thiêu rụi ít nhất 850 mẫu đất. Mặc dù vẫn chưa có báo cáo về con số thương vong do vụ hỏa hoạn nói trên, tuy nhiên ngọn lửa quá lớn đã khiến chính quyền địa phương phải ra lệnh sơ tán khẩn cấp cư dân ra khỏi nhà của họ. Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Theo hãng tin Reuters, một người phụ nữ bị bắt vì gây ra 15 vụ cháy rừng ở khu tự trị Galicia ở phía tây bắc Tây Ban Nha mới đây đã được xuất hiện trước tòa. Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết người phụ nữ 56 tuổi không được tiết lộ danh tính đã bị bắt ở gần thị trấn Cerceda vào hôm 12 tháng 8 khi người này đang cố tình gây ra một trong các đám cháy. Theo phía cảnh sát, người phụ nữ này còn mang theo bật lửa và các chai chứa chất lỏng dễ cháy. Trong khi đó, các nhân viên sở cứu hỏa Gasgia cho biết vào ngày 14 tháng 8, hầu hết các vụ cháy trong khu vực đã được kiểm soát. Mặc dù vậy thì Galicia vẫn nâng mức cảnh báo lên mức báo động 2, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư. Người dân thành phố Manbiji, Syria mới đây đã đổ ra đường an bình sau khi thành phố được giải phóng hoàn toàn khỏi sự kiểm soát của IS. Dưới sự hỗ trợ của Mỹ, Liên minh Người Quốc Ả Rập hay còn gọi là các lực lượng dân chủ Syria đã giành lại toàn bộ thành phố Manbiji sau khi những tay súng cuối cùng của IS rút chạy khỏi thành phố này. Nhiều người dân đã không giấu nổi hạnh phúc, thậm chí có người đã khóc khi quê hương của họ được giải phóng. Trước đó, tổ chức nhà nước Hồi giáo IS chiếm Manbiji kể từ năm 2014, sau khi nhóm khủng bố nước này nắm quyền kiểm soát nhiều vùng rộng lớn ở Syria và nước láng giềng Iraq. Đêm qua và rạng sáng nay thì những cơn mưa như chút vẫn đổ xuống các tỉnh phía Bắc. Điều này khiến người dân nơi đây hết sức lo lắng khi sau nhiều ngày mưa, đất đá bở rơi, rất dễ xảy ra tình trạng sạt lở đất. Nguy cơ này càng trở nên rõ ràng khi cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 2, khi nhiều khả năng có áp thấp xuất hiện ngay vùng ven biển và gây mưa lớn trong những ngày đầu tuần. Theo cơ quan khí tượng thời tiết tại miền Bắc, đang có nhiều sự xáo trộn và tác động của nhiều hình thái khác nhau. Hiện đang có hai vùng xoáy thấp nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, nên mưa được dự báo sẽ kéo dài, tập trung trong ngày 16 và 17 tháng 8. Do mưa trong thời gian dài, nên nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và vùng núi phía Tây các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, ngập úng ở đồng bằng Bắc Bộ và vùng trũng thấp ở Bắc Trung Bộ. Trong đó, đợt mưa vừa qua cũng khiến 3 người chết và 1 người bị lũ cuốn trôi, còn mất tích ở hai tỉnh Lào Cai và Điện Biên. Điều đáng nói là người dân còn rất chủ quan khi qua ngầm tràn và bắt cá ven sông suối khi nước lũ đổ về.
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã chỉ đạo các địa phương lên kế hoạch đối phó với đợt mưa lớn, đảm bảo lực lượng, phương tiện ứng trực tại khu vực nguy hiểm, kiên quyết di dời dân khu vực sẽ xảy ra sạt lở đất và lũ quét, tránh các tai nạn đáng tiếc như đã xảy ra. Thưa quý vị, trong năm học mới, Hà Nội tiếp tục ưu tiên đầu tư xây dựng trường mầm non tại các khu công nghiệp. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đưa ra tại năm học mới 2016-2017. Theo đó, nhằm giải quyết bài toán trường lớp mầm non ở khu công nghiệp, thành phố Hà Nội đã có đề án nâng cao chất lượng giáo dục mầm non. Trong đó có nội dung quan tâm xây dựng trường mầm non tại các khu công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu gửi con của các nữ công nhân. Thành phố hiện có 3 khu công nghiệp tại huyện Đông Anh, Mê Linh và Thạch Thất. Ở các khu công nghiệp này đã có 7 trường mầm non và 17 nhóm lớp tư thục. Trong tháng 8 này, thành phố tiếp tục xây dựng một trường mầm non mới trên địa bàn xã Kim Trung với quy mô 12 nhóm lớp. Thực tế, việc quy hoạch mạng lưới xây dựng, xây trường, gom điểm lẻ ở các quận huyện thị xã còn chậm. Nhiều trường có 4 đến 6 điểm lẻ, còn phòng học cấp 4 học nhờ, học tạm. Một số huyện thiếu phòng học diện tích chật như là huyện Mê Linh, Ứng Hòa. Bên cạnh đó, nhiều trường số trẻ lớp đông hơn 60 trẻ một lớp như là quận Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, Yên Hòa. Còn 3 phường Đức Thắng ở Bắc Từ Liêm, Mỹ Đình 2, Cầu Diễn ở Nam Từ Liêm chưa có trường mầm non công lập do tách huyện thành lập quận. Trở về quê hương sau hàng chục năm sinh sống tha phương ở Campuchia, hơn 1,6 nghìn Việt kiều không tài sản, không quốc tịch hiện đang sinh sống ở tại khu vực Hồ Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh. Và họ không có bất kỳ giấy tờ gì để chứng minh mình sinh ra, cư trú ở tại Việt Nam, ngoài giọng nói. Cuộc sống quanh quẩn bên con nước suốt nhiều thập kỷ, nên các giấy tờ hành chính hay các con chữ đều xa lạ. Bãi đất trống ven hồ trông nhem nhuốc bởi những căn chòi rách nát mọc san sát nhau. Mỗi chòi rộng từ 4 đến 12 mét vuông, được làm bằng bất cứ thứ gì mà người dân nơi đây tìm thấy. Mọi sinh hoạt từ ăn uống, tắm rửa đến vệ sinh đều lấy nước từ Hồ Dầu Tiếng. Cuộc sống không điện, không nước sạch, không tiền bạc là những dấu hiệu để người ta nói về xóm Việt kiều không quốc tịch. Xóm nằm ở ấp Tà Dơ, xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh và được thành lập từ năm 2005. Với ban đầu có khoảng 4 đến 5 hộ. Nhưng cuộc sống trên con nước ở biển Hồ quá khắc nghiệt, nhiều người đã tìm đường quay về Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, xóm Việt kiều này đã có gần 340 hộ với 1.600 nhân khẩu. Tôi cũng về đây thì không có sợ làm đơn đi văn lứ. Rồi ngày giờ sống qua ngày đi một chuyến thì là 3 bữa mới về một lần. Thì được vài trăm ngàn vậy đó, dư tiền xăng, tiền ăn uống này kia ra đó, dư được 200-300 ngàn vậy thì về nuôi con vậy đó. Đã nghèo về tiền bạc, thường đi liền với đông con. Mỗi gia đình ở đây có ít nhất từ 3 đến 4 con, nhiều thì 7 đến 8 đứa, và hao hao giống nhau với làn da đen nghèm, đầu vàng ruộng vì suốt ngày phơi nắng và thất học. Ước muốn sau này nhà cửa con có đầy đủ, có đất đai, con được đi học. Thì sau này con với công ty con đi làm, kiếm tiền gì, không cho ba mẹ con hỏi nữa. Cứ vài ngày lại có thêm một vài hộ đến. Lâu lâu 2-3 hộ lại chuyển đi khi mưu sinh ngày càng khó khăn. Vì những người dân ở đây không có một loại giấy tờ tùy thân, nên việc quản lý nhân khẩu trên địa bàn là bài toán nan giải cho chính quyền địa phương. Nay đây, mai đó, các hộ trong xóm Việt kiều quên luôn việc làm các thủ tục đăng ký tạm trú. Đối với lại mà khu Việt kiều mà nó về sinh sống ở khu vực mà lòng hồ Dầu Tiếng ở ấp Tà Dơ này, nói chung thì về tình hình nói chung cũng tương đối ổn định. Có một số thì nói chung thì về hạn chế, đa phần thì người dân là không biết chữ, về nói chung là nhận thức về pháp luật nó còn hạn chế. Để đảm bảo cuộc sống của những người Việt từ Campuchia trở về sinh sống trên địa bàn, hiện xã Tân Thành cũng đã có chương trình tái định cư cho bà con. Ngoài việc tạo chỗ ở ổn định lâu dài, còn là chuyện học hành cho con trẻ. Ấp Tà Dơ, 183 hộ thì họ rất khó khăn về coi như ở ven hồ, rất nguy hiểm như vậy. Thì xã cũng có là trình với huyện làm cái phương án, thì huyện là chủ đầu tư làm phương án coi như có quỹ đất công của xã tại ấp Đồng Kèn 2 để là coi như
gom họ lên ở thì tạo điều kiện như cái điện nước cuộc sống họ để nó đảm bảo cuộc sống hiện tại. Hiện nay không chỉ khu vực Hồ Dầu Tiếng tỉnh Tây Ninh mà nhiều tỉnh dọc biên giới Việt Nam Campuchia đều có các hộ Việt kiều do làm ăn ở nước bạn khó khăn nên quay trở lại để sinh sống. Có nhà tái định cư nhưng sẽ không dễ để những hộ dân này bắt đầu lại cuộc sống. Việt Pride, một sự kiện đặc biệt của cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới Việt Nam sẽ diễn ra vào tháng 8 tới đây. Đặc biệt là Việt Pride hiện đang nhận được sự ủng hộ của nhiều nghệ sĩ trong showbiz như là ca sĩ Tóc Tiên, Hoa hậu Phạm Hương, người mẫu Mai Ngô, ca sĩ Trung Quân Idol. Sự kiện được cộng đồng LGBT 36 tỉnh thành hưởng ứng. Cụ thể, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 8, Viện Gót sẽ tiếp tục đồng hành sự kiện thường niên Việt Pride với các nội dung thảo luận, thuyết trình, chiếu phim, kịch, quay thông tin và rất nhiều. Năm nay, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài trong 3 ngày từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 9. Với số ngày nghỉ ngắn, theo nhận định của các công ty lữ hành, thì sản phẩm tour ngắn ngày sẽ chiếm ưu thế. Với tuyến trong nước, đường bay Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc và liên tuyến miền Tây, Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng là những tuyến điểm quen thuộc tiếp tục được các gia đình ưu tiên đăng ký cho kỳ nghỉ vàng mùng 2 tháng 9. Tuy nhiên, khác với mọi năm, bị tuyến đường bay lấn lướt, lễ Quốc khánh năm nay tuyến đường bộ có sự bứt phá ngoạn mục khi được đông đảo khách hàng lựa chọn trong hành trình khám phá miền Bắc. Các điểm đến nổi bật như Sapa, Hạ Long, Mộc Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Thác Bản Dốc được đánh giá là có lịch trình từ 2 đến 3 ngày phù hợp với nhu cầu du lịch ngắn ngày, di chuyển đường bộ nhanh, thuận tiện, êm ái nhờ các cung đường cao tốc mới. Đặc biệt với thời gian nghỉ ngắn ngày, các tour ngắn trong nước được nhiều người lựa chọn. Với những người thích đi phượt thì cung đường Đông Tây Bắc luôn là lựa chọn đầu tiên để tận hưởng trọn vẹn cảm xúc tinh khôi của mùa thu phương Bắc trên những cung đường vàng qua Sapa, Bắc Hà, Tú Lệ hay Mù Căng Chải. Nếu quý vị và các bạn muốn trải nghiệm những ngày nghỉ cuối tuần một cách nhẹ nhàng, yên tĩnh, thì quý vị và các bạn có thể tham khảo một địa điểm mà chúng tôi giới thiệu với quý vị và các bạn ngay sau đây. Đó chính là bãi tắm Ông Nghi ở huyện Vạn Ninh của tỉnh Khánh Hòa. Vâng, nghe tên thì có thể nói đây là một địa điểm mới lạ đúng không ạ? Ở bãi Ông Nghi thì quý vị và các bạn không chỉ được nghỉ ngơi trên những bãi biển đẹp cát trắng mà còn có thể ngắm được cảnh đẹp rất là hoang sơ và cảm nhận được sự bình yên một cách khác lạ với thiên nhiên ưu ái và ban tặng cho nơi này. Nằm cách trung tâm thành phố Nha Trang hơn 80 km về phía Bắc, bãi Ông Nghi nằm nép bên khu làng chài ở thôn Sơn Đừng, xã Vạn Thạnh. Ông Nghi hiện ra như một bức tranh thủy mặc thu nhỏ. Ở đây, du khách có thể chiêm ngưỡng không gian biển trời xanh ngắt. Cuộc sống của người dân làng chài rất bình yên. Phía trước là biển, sau là núi, không gian xung quanh được phủ xanh bởi rừng keo. Điểm ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến nơi này là bãi tắm không một chút gợn sóng, được bao bọc bởi những dãy núi nhỏ. Có một cái khu yên tĩnh như vậy để họ nghỉ dưỡng và hưởng thụ những cái cảnh hoang sơ giống ở đây. Tại vì cả cái tỉnh Khánh Hòa mình, chẳng hạn như khu Nha Trang thì đó là một cái khu rất là lớn, là sầm uất, thì có thể nó bị ồn ào đi thì họ không có một cái sự bình yên để họ nghỉ dưỡng. Khu du lịch này tựa như một thung lũng, vì thế mà bãi tắm ở đây tĩnh lặng như một cái đầm. Du khách nhỏ tuổi, những người không biết bơi đều có thể mặc sức bơi lội. Mỗi khi thủy triều xuống, không cần phải ra xa hay lặn xuống, du khách cũng có thể nhìn thấy những sinh vật biển ở đáy biển.
trải rộng trên 40 hecta, trung bình mỗi ngày khu du lịch bãi Ông Nghi đón khoảng 70 khách. Không quá đông nên không làm phá vỡ vẻ yên tĩnh vốn có của nơi này. Khu du lịch của tôi là có xây các bungalow hai bên gành đá và đỡ tạo cho khách có nơi nghỉ dưỡng, nhưng mà vẫn giữ lại cái phong cảnh thiên nhiên tự nhiên cho khách, để đem tới cho khách nhiều cái mới mẻ hơn. Sau thời gian tắm biển, nghỉ ngơi, du khách được thưởng thức những món hải sản tươi sống được chế biến dân dã theo cách của người dân miền biển Vạn Ninh. Từ bãi Ông Nghi, du khách có thể đặt các tour câu cá, đi tham quan các đảo lân cận như khu du lịch Hòn Ông, ngắm san hô ở Hòn Đỏ hay thuê tàu đi Điệp Sơn, một điểm đến rất được các bạn trẻ yêu mến. Việc hình thành liên kết các tour tuyến, điểm đến ở Nghi Ông đã làm tăng thêm sức hấp dẫn cho khu vực hoang sơ này. Trên trang web chính thức của mình, nhà sản xuất Niantic vừa ra thông báo đến người chơi Pokemon rằng tài khoản của họ sẽ bị chấm dứt vĩnh viễn nếu có hành vi vi phạm một trong những điều khoản bổ sung trong trò chơi Pokemon Go. Biện pháp cứng rắn này cho thấy quyết tâm làm trong sạch game, cũng như cho thấy tính hấp dẫn và ganh đua quyết liệt trong trò chơi này. Những điều này bao gồm cố tình làm sai lệch vị trí của mình, sử dụng giả lập, thay đổi hoặc phần mềm không chính thức và tiếp cận khách hàng Pokemon Go hoặc phần phụ trợ một cách trái phép, kể cả thông qua việc sử dụng các phần mềm của bên thứ ba. Nhìn những điều khoản bổ sung mới, người ta dễ dàng nhận ra nhà phát hành Niantic đang nhắm trực tiếp đến những hành vi ăn gian phổ biến nhất hiện nay trong trò chơi Pokemon Go như giả mạo GPS, dùng phần mềm tự động. Nhà sản xuất Niantic cũng khẳng định cung cấp trò chơi một cách công bằng, vui vẻ và trải nghiệm hợp pháp cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, Niantic cũng không công bố rõ phương pháp xác định các vi phạm của người chơi để lấy căn cứ ban lệnh cấm chơi vĩnh viễn với họ. Có lẽ nhà sản xuất này cũng đã chuẩn bị các thuật toán nhận diện hành vi ăn gian của riêng mình, và để đề phòng rủi ro trong việc ngăn chặn nhầm người, hãng cũng kèm theo thông báo nếu người chơi nào cảm thấy bị cấm oan, họ có thể liên lạc với Niantic để giải quyết. Là phụ nữ thì ai cũng mong mình trở nên quyến rũ, hấp dẫn trong mắt người yêu, người chồng của mình nói riêng và người khác giới nói chung. Tuy nhiên, áp lực từ xã hội, cuộc sống đôi khi khiến người phụ nữ phải gồng mình lên và cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn để chống chọi lại. Và để khơi lại vẻ nữ tính, sự quyến rũ, bản năng của mỗi người phụ nữ, thì một lớp học có tên là Nghệ thuật quyến rũ đã được tổ chức ở tại thành phố Hồ Chí Minh và thu hút rất đông chị em tìm đến học. Có gì đặc biệt ở tại lớp học này? Chị em sẽ tìm lại sự quyến rũ bằng cách nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây. Đến với lớp của cô không phải là để học nghệ thuật quyến rũ, mà là để tìm một con đường cho mình. Nên mình đã đăng ký cái lớp speaker là người dẫn đường. Nhưng sau khi học xong, mình có những cái chuyển biến, cái thay đổi của bản thân rất là lớn. Và mình xuất hiện ở đây ngày hôm nay với một sự tự tin hơn lúc trước rất là nhiều. Nói là mình tái sinh lại một lần nữa thì cũng không sai đâu. Là phụ nữ, ai cũng mong cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Nhưng không phải ai cũng có những may mắn như vậy. Ở đây đa phần các chị em từ 18 đến 65 tuổi. Họ có điểm chung là mang nhiều khúc mắc trong tâm hồn, hôn nhân, gia đình, hay cả những nỗi bận lòng không tên mà vẫn chưa tìm ra lối thoát. Cảm thấy là mình hay chán, có nghĩa là xung quanh mọi thứ của mình không có cảm thấy là tìm được niềm vui. Mình cảm thấy như mình bị mất cân bằng cuộc sống. Công việc của mình là đi làm và về nhà, là sáng mai lại thức dậy và đi làm. Những bài tập ngồi thiền, vận động cơ thể được các chuyên gia lên kế hoạch phù hợp với nhiều trạng thái tâm lý khác nhau. Nghe tưởng chừng đơn giản và đã gặp ở đâu đấy. Nhưng chỉ với chi phí 289.000 đồng cho một buổi học, phái đẹp sẽ được giải tỏa những trạng thái tiêu cực, năng lượng xấu trong chính con người mình. Và có rất nhiều khóa học khác nhau như thôi miên hạnh phúc, phụ nữ thông minh, khám phá đam mê. Nhờ thế, họ phá bỏ được giới hạn của bản thân, hoàn thiện ở cảm xúc và tìm được năng lượng sống mới. Đối với từng một cái đối tượng như thế thì Pepper cùng những cộng sự của mình sẽ có từng phương pháp liên quan tới tâm lý, vừa kết hợp khoa học của tâm lý và vừa kết hợp của một cái phần khoa học của tâm linh để đưa cho các bạn những cái niềm tin lớn nhất có thể để các bạn mang về. Chỉ một buổi học chắc chắn rằng không thể thay đổi được một con người. Nhưng trong cuộc sống hiện tại, áp lực đối với người phụ nữ đến từ mọi phía. Thì đây có lẽ là sự lựa chọn giúp cho chị em phụ nữ cân bằng cuộc sống của mình.
Tiếp theo chương trình sẽ là chuyên mục điểm báo với những tin tức đáng chú ý được phản ánh trên các trang báo số ra đầu tuần. Thưa quý vị, trên trang 2 báo Lao động có bài viết Trung tâm Hành chính Đà Nẵng giữ hay thôi. Sau suốt một ngày dư luận lùm xùm trên mạng xã hội và cả trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc di rời Trung tâm Hành chính Đà Nẵng đi nơi khác sau 2 năm sử dụng, chiều ngày 13 tháng 8, chính quyền Đà Nẵng đã có thông tin chính thức gửi đến báo chí rằng chưa có cuộc họp nào bàn tán về vấn đề này, hay đây mới chỉ là tầm nhìn dài hạn. Tuy vậy thì thông tin chính thức vẫn là Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có đưa vấn đề xây dựng mới một khu trung tâm hành chính khác thay cho trụ sở đang sử dụng hiện nay. Lý do đưa ra có phần lãng nhách, tòa nhà thiết kế bất hợp lý dẫn đến quá nóng và thiếu dưỡng khí. Ông Nguyễn Trung Dân, tổ 5 phường Bình Thuận, quận Hải Châu chia sẻ, thật choáng váng khi mấy hôm nay đọc các thông tin về chuyện phải di rời đi khỏi cái cùi bắp kia. Ngược lại, ở góc độ một nhà kiến trúc, thì kiến trúc sư Hoàng Quang Huy, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị thành phố Đà Nẵng cho rằng, không còn đảm bảo các điều kiện làm việc thì di rời là bắt buộc. Ông nói, ngay từ đầu thì việc xây dựng trung tâm hành chính với hàng ngàn con người làm việc bên trong đó sẽ rất dễ dẫn tới tình trạng quá tải. Hơn nữa, tòa nhà được thiết kế theo dạng hình tròn với toàn bộ lớp kính bên ngoài càng làm không khí bên trong oi bức. Điều này buộc các cơ quan chức năng phải tính đến trong quá trình thiết kế ngay từ đầu. Con số khoảng 2.000 tỷ để xây dựng tòa nhà này là rất lớn, nên khi nghe di rời tòa nhà đã có nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn. Tuy nhiên chúng ta cần phải hiểu rằng những chức năng của tòa nhà một khi đã không còn đảm bảo các điều kiện để làm việc thì việc di rời là điều bắt buộc. Bên cạnh đó, kiến trúc sư Trần Hoàng là một công chức đang làm việc tại Trung tâm Hành chính Đà Nẵng đã đưa ý kiến lên trang cá nhân của mình. Anh cho rằng giải pháp khắc phục tình trạng thiếu gió tươi cho tòa nhà là không khó. Phương án mà anh trình bày cho anh Hinh là trưởng ban quản lý dự án và đại diện viện quy hoạch nghe thì tất cả đều gật gù. Giải pháp này sẽ tiết kiệm mỗi tháng vài 300 triệu tiền điện, một năm sẽ dư tiền cho chi phí cải tạo toàn bộ trái bắp. Anh cũng sẵn sàng cam kết với phương án đưa ra là không phá vỡ hình thức kiến trúc bên ngoài, đảm bảo lấy gió chủ động an toàn phòng chống bão, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Sau cuộc gặp gỡ thì anh đợi chờ mỏi mòn nhưng không thấy ai nói gì, đến khi liên hệ được lại nghe câu là tụi em đã gửi văn bản cho nhà thầu kính Trung Quốc, tụi nó từ chối với lý do là đang còn thời hạn bảo hành, không tháo dỡ bất cứ ô kính nào. Trang 5 của báo Tiền Phong đăng tải bài viết, bài cuối trong loạt bài Tiền đang ở đâu, vốn cho nền kinh tế luôn sẵn sàng nhưng khó giải ngân. Từ đầu năm đến nay thì có khoảng 5 triệu tỷ đồng vốn từ ngân hàng đi ra nền kinh tế phục vụ sản xuất kinh doanh. Trong lúc đó thì lượng tiền có được từ hệ thống ngân hàng chờ phát hành trái phiếu chính phủ đang rơi vào tình cảnh nằm im chờ giải ngân. Vì sao vậy? Trong câu chuyện về vốn ngân hàng gần đây, lãnh đạo cấp cao một ngân hàng thương mại lớn cho hay đang có sự lúng túng trong sử dụng khi một lượng lớn vốn trái phiếu chính phủ huy động xong lại quay về nằm rải rác tại các ngân hàng với lãi suất thấp. Tất nhiên chính phủ là người trả phần chênh lệch. Vị này nói tốc độ giải ngân đầu tư công chậm khiến một phần lớn dòng tiền đã đi ra kênh trái phiếu lại lộn trở về gửi ở ngân hàng. Vốn vào trái phiếu nhiều nhưng giải ngân chậm, còn vốn ngân hàng đang chảy mạnh vào đâu? Chủ tịch Hội đồng Quản trị một ngân hàng lớn cho rằng, thời gian qua, huy động vốn và M2, tức là gồm tiền mặt trong lưu thông và tiền gửi trong ngân hàng, vẫn tiếp tục tăng nhanh hơn tốc độ tăng tín dụng. Và chính điều này đã khiến cho các thị trường như bất động sản, chứng khoán, nghển cổ ngóng dòng tiền từ ngân hàng chảy vào. Tuy nhiên, theo ông này, dư thừa vốn không có nghĩa là phải đưa ra bằng mọi giá. Thưa quý vị, những chiếc xe Rolls-Royce, Bentley, Audi hay Lexus nhập khẩu theo diện biếu tặng hoặc là khai báo giá bèo đã và đang ung dung lọt lưới kiểm soát và làm thất thu ngân sách và tạo sự bất công đối với những nhà sản xuất ô tô đàng hoàng ở trong nước. Ngày hôm nay, trên trang 6 và trang 7 báo Thanh Niên có bài viết về câu chuyện này. Bài viết của tác giả Anh Vũ với nhan đề Xe sang lách thuế. Theo số liệu mà nhóm phóng viên báo Thanh Niên có được thì lượng xe này lên tới hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn chiếc, với giá mỗi chiếc đang có dấu hiệu lách thuế không hề nhỏ. Đáng nói là thực trạng đó đã và đang diễn ra tại những cửa khẩu hải quan lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và Bà Rịa Vũng Tàu. Chuyên gia tài chính Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long cho rằng, dù theo diện biếu tặng có thể số lượng không nhập ồ ạt, nhưng đây là vấn đề vô cùng nghiêm trọng, khi mỗi chiếc xe có giá lên tới hàng trăm nghìn, thậm chí là cả triệu đô. Mỗi chiếc xe này nếu được khai với giá thấp hơn một nửa so với giá trị thực thì tiền thuế thất thu mỗi chiếc lên tới cả chục nghìn đô la Mỹ. Nhưng nguy hiểm hơn không loại trừ việc cán bộ hải quan đã làm ngơ, có dấu hiệu thông đồng để những chiếc xe này ngang nhiên lọt qua cửa khẩu. Giá cùng một chiếc xe mỗi nơi khai một kiểu, biểu hiện của sự bất nhất và mờ ám.
đối tượng tính thuế có khác nhưng giá để tính luôn công khai minh bạch, không thể có chuyện thích áp thế nào thì áp. Rõ ràng đã có một bộ phận cán bộ làm chuyện mờ ám, vụ lợi móc nối và thông đồng với người có xe, mục đích lớn nhất để lách, né, trốn thuế, làm ngân sách nhà nước thất thu. Mặc dù biết trước là chơi hụi sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro, thế nhưng mà sự cả tin và muốn nhanh có lời, nhiều người dân ở miền Tây đã nhắm mắt ném tiền tỷ vào những đường dây hụi ma. Đến khi chủ hụi tuyên bố vỡ nợ, bỏ trốn thì nhiều người lâm vào cảnh sống dở chết dở và những vùng quê vốn yên bình giờ đây cũng phải dậy sóng. Vùng quê dậy sóng vì vỡ hụi là nhan đề bài viết của phóng viên Huỳnh Xây và Trúc Ly đăng tải trên trang 6 của báo Nông Thôn ngày nay. Liên tiếp thời gian gần đây, hàng loạt chủ hụi ma ở miền Tây vỡ nợ khiến cho hụi viên khắp nơi xôn xao, rúng động. Bà Trần Thị Hiểu ở thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng đã gửi đơn đến các ngành chức năng địa phương để tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Thị Quyết ở ấp Cảng, thị trấn Trần Đề. Trong đơn tố cáo, bà Hiểu cho biết bà Quyết là chủ hụi lớn ở địa phương. Sau khi tạo được lòng tin của nhiều người, bà Quyết đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 9 tỷ đồng. Cụ thể là bà Quyết đã bán một chân hụi cho nhiều người, tự ý hốt hụi của hụi viên, kê khống danh sách, không giao tiền đến ngày mãn hụi. Và theo ông Nguyễn Văn Nhi, trưởng ấp Khai Long, nếu tính cả những hộ chưa trình báo kê khai thì vợ chồng ông Trường ở địa phương đã giật hụi cỡ 6 tỷ đồng. Và ông Nhi nói đây là vụ vỡ hụi lớn nhất trên địa bàn của ông từ trước tới nay. Theo các nạn nhân thì lúc đầu việc mở hụi của vợ chồng ông Trường là theo hình thức hùn vốn để hỗ trợ nhau. Tuy nhiên, sau một thời gian chung chi sòng phẳng để tạo lòng tin thì vợ chồng ông Trường đã hạ cú chót và bỏ trốn. Vì sao hàng loạt bệnh viện xin xuống hạng, chính sách thông tuyến bảo hiểm y tế đang bộc lộ những nghịch lý dẫn tới nhiều cơ sở y tế rơi vào tình trạng ế ẩm. Bài viết được đăng tải trên trang 13 báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh số ra đầu tuần. Theo thông tư 40 ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Y tế về quy định đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Các bệnh viện tuyến tỉnh và trung ương không được nhận bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế ban đầu mà phải từ tuyến huyện chuyển lên. Trong 7 tháng đầu năm 2016, theo thống kê của Bệnh viện Gia Liễu Đồng Nai và Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Đồng Nai, số lượng người bệnh đến khám giảm từ 50%, thậm chí có thời điểm giảm đến 90%. Có ngày số nhân viên làm việc tại bệnh viện lấn át cả bệnh nhân. Đó cũng là hai trong số rất nhiều bệnh viện trong nước vừa xin xuống hạng từ hạng 2 xuống hạng 3 để được thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Nguyên nhân được các lãnh đạo của các bệnh viện này xác định là từ khi chính sách thông tuyến được áp dụng, người bệnh có bảo hiểm y tế bắt buộc phải đến khám tại các bệnh viện tuyến huyện để đảm bảo quyền lợi. Đây là một sự lãng phí rất lớn bởi bệnh viện chất lượng hạng 2, cơ sở vật chất hiện đại nhưng lại không có bệnh nhân. Ngoài ra, thông tư 40 không chỉ gây khó khăn cho các bệnh viện vì thiếu bệnh nhân mà còn làm không hài lòng một số bộ phận người bệnh khi họ muốn được khám chuyên khoa ở nơi chất lượng tốt hơn nhưng lại không được chuyển tuyến để hưởng bảo hiểm y tế. Thực tế trên khiến cho hàng loạt các bệnh viện hạng 2 tuyến tỉnh nhiều nơi phải xin xuống hạng để thu hút người bệnh và bất chấp cả quá trình phấn đấu để lên hạng trước đó. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tự công nhận tốt nghiệp ra sao? Một câu hỏi được đặt ra ở trên trang 4 của báo Tiền Phong. Nếu đề án Thành phố Hồ Chí Minh tự công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận thì ngay từ năm học này, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức áp dụng. Một lãnh đạo của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện sở vẫn tiếp tục hoàn thiện đề án để trình Bộ chấp thuận. Căn cứ của đề án là dựa vào quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Tuy nhiên, đề án chỉ thực hiện khi có sự tách biệt giữa kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và thi đại học khác nhau. Nếu thi hai trong một như hiện nay thì rất khó thực hiện. Ông Bùi Gia Hiếu, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nhân Việt ở quận Tân Phú cho rằng, việc Thành phố Hồ Chí Minh tự công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông là phù hợp và cần tiến tới để các sở dục đào tạo địa phương cũng làm như thành phố. Còn việc tuyển sinh nên để các trường đại học tự chủ. Theo ông Hiếu, việc để Thành phố Hồ Chí Minh tự xét công nhận tốt nghiệp sẽ có nhiều thuận lợi như tăng tính tự chủ địa phương, tiết kiệm chi phí đi lại, đúng ý nghĩa của kỳ thi và mang được đặc thù. Tuy nhiên, về áp lực học tập thì cơ bản cũng sẽ không giảm bớt bởi đây là nhu cầu xã hội, áp lực việc làm và đặc biệt là tâm lý của người Á Đông. Tiếp theo chương trình cùng đến với chuyên mục câu chuyện buổi sáng. Tại sao chúng ta vẫn đang rất lúng túng trong việc bảo vệ bản quyền nghệ thuật, góc nhìn của những người trong cuộc? Cùng theo dõi quy trình để cho ra đời một chiếc huy chương vàng Olympic.
sĩ Green Lake tung MV theo phong cách EDM cho nhạc phi băng tấn Shukai Squad. Thưa quý vị, câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi nói lại về một câu chuyện đã cũ, nhưng chúng tôi tin chắc là việc nhắc lại nó vẫn có một ý nghĩa nào đó thúc đẩy sự tự ý thức của nhiều cá nhân. Đó là câu chuyện bản quyền trong lĩnh vực nghệ thuật. Và tất nhiên, khởi nguồn để cho ra những luật quy định bảo vệ về bản quyền chính là vì có những hành vi gian dối, ăn cắp, sao chép sự sáng tạo của người khác thành của mình, và hành vi đó đáng bị lên án. Vâng, bởi một khi mà chúng ta thờ ơ bỏ qua thì sẽ là một cái sự tiếp tay rất lớn cho những cái xấu phát triển và triệt tiêu đi những sự cố gắng, những sự sáng tạo của những cá nhân khác. Ai cũng biết vậy, nhưng mà nhiều năm qua, dù chúng ta đã có những luật và cũng tham gia công ước này, nhưng mà vấn đề bảo vệ bản quyền vẫn vô cùng khó khăn. Sự khó khăn ấy có từ rất nhiều nguyên nhân. Vâng, thậm chí là nó còn có gốc rễ từ lịch sử văn hóa. Và ngày hôm nay thì trước sự phát triển của mạng Internet, của mạng xã hội, của YouTube là công cụ của riêng, song cũng là của chung tất cả mọi người, thì việc bảo vệ bản quyền tác giả lại càng khó khăn hơn. Và điều đó thấy rõ nhất trong lĩnh vực nghệ thuật. Vâng, và thực tế mà chúng ta có thể thấy đó là việc ăn cắp, làm gian dối trong lĩnh vực âm nhạc, hội họa hay là nhiếp ảnh đang diễn ra vô cùng công khai và ngày càng phổ biến. Hơn một tuần, MV của chàng ca sĩ trẻ Sơn Tùng MTP đã đạt con số gần 27 triệu lượt xem trên YouTube. Một kỷ lục hiếm có ca sĩ nào tại Việt Nam làm nổi. Mặc cho đó là ca khúc đạo nhạc hay một sản phẩm ăn cắp, sao chép. Ở Việt Nam, chỉ có một mình Đoàn Thắng, cựu thí sinh của cuộc thi The Voice mùa thứ hai, thẳng thắn chia sẻ quan điểm trên phương tiện thông tin đại chúng rằng Sơn Tùng 99% là đạo nhạc. Như vậy, cái vòng hòa thanh của We Don't Talk Anymore và vòng hòa thanh của Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau có cái những cái chú hợp bông rất là đặc biệt, rất là hiếm. Cái đoạn chorus điệp khúc của bài hát We Don't Talk Anymore, sướng âm sẽ là Re Mi Mi Re Do La. Các khúc của Sơn Tùng, Son Mi Re Do La Do, như vậy các bạn có thấy là có tới 4 nốt liên tiếp giống nhau. Phần thứ hai là phần đoạn verse, phần lời chính và phần phát triển. Cái ca khúc We Don't Talk Anymore, We Don't Wanna Know How to Dress Your Wedding Tonight, Son La Si Do La Si Do Do Si La Son Re. Ca khúc của Sơn Tùng, sướng âm sẽ là Son La Si Do 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 Si La Si. Như vậy chúng ta có thể thấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cái nốt nhạc trong giai điệu liên tiếp nhau, nó giống nhau. Như vậy chúng ta hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ là ca khúc của Sơn Tùng mượn ý tưởng của ca khúc của Charlie Puth. Tiếp theo nữa là phần về phần tiết tấu. Tiết tấu tức là về phần nhịp điệu, độ nhanh chậm của bài hát. Chúng ta có thể hai bài hát có cái tiết tấu tương đương nhau, 103 BPM và 101 BPM. Và cái cuối cùng nữa là cái sự triển khai các câu, triển khai các nốt, giai điệu các nốt và các ý tứ, cấu tứ ra vào cũng như là chiết khúc của bài hát thì hai bài nó khá giống nhau. Và một cái nữa là về mặt MV, các bạn MV có thể thấy là nếu như các bạn theo dõi cái ca sĩ rất nổi tiếng của Hàn Quốc là Zico, anh ấy có một MV là Eureka, trong đấy có một hình ảnh rất là giống với hình ảnh của Sơn Tùng. Trong ca khúc của Sơn Tùng, các bạn có thể thấy là đây hình ảnh một cô gái đẩy một chàng trai vào bồn tắm. Sau những phân tích này thì tôi hoàn toàn cho rằng có cơ sở để kết luận rằng là Sơn Tùng có khả năng 99% đạo nhạc của Charlie Puth. Trong khi nhiều công chúng và cả những nghệ sĩ, đơn vị quản lý, hội nghệ thuật trong nước im hơi lặng tiếng, thì các nghệ sĩ quốc tế thẳng thắn và sáng suốt hơn ta rất nhiều. Gần đây nhất, mạng xã hội đang lan truyền đoạn video tạm dịch tại sao những ca khúc này lại nghe giống nhau đến thế do Reason Time, một vlogger nổi tiếng ở Mỹ thực hiện. Trong video, Reason Time thốt lên khi nghe những giai điệu đầu tiên của hai ca khúc We Don't Talk Anymore của Charlie Puth và Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau của Sơn Tùng MTP. Các bạn thấy không? Rõ ràng là có sự giống nhau. Nhiều khả năng là có người đã ăn cắp công sức của người còn lại. But there's also the possibility that... Trước đó, ngày 9 tháng 8, DJ người Azerbaijan Haider, tác giả bản remix We Don't Talk Anymore, đã trao đổi với báo chí về việc nam ca sĩ Sơn Tùng có đạo nhạc. Haider khẳng định, từ ý tưởng đến phong cách nhạc của bài Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau hầu như giống hệt bản remix của tôi. Chuyện Sơn Tùng đạo nhạc không còn là chuyện xa lạ. Năm 2014, ca khúc Chắc Ai Đó Sẽ Về của chàng ca sĩ trẻ Thái Bình đã bài hát Because I Miss You của ca sĩ Hàn Quốc Yum Yong Hwa. Cố nhạc sĩ Lương Minh đã lên tiếng về vụ việc này giữa những tranh luận âm thầm trong dư luận, trong đó có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi.
gì. Đối với mỗi người làm nghề thực sự thì đấy là đạo đức nghề nghiệp, không nên cho phép mình thực hiện cái điều đó. Khi chúng ta đã làm công việc thuộc về sáng tạo thì sản phẩm phải là của mình, hoặc nếu mình có tận dụng những cái cơ sở nào khác thì chúng ta phải khai báo. Cuối cùng, đơn vị quản lý văn hóa, ở đây là Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, vẫn tiếp tục cấp phép cho bài hát. Cái cách làm mà như bên quản lý vừa rồi mà mở đường ấy, thì đây là một cách là cực kỳ nguy hiểm, sẽ làm cho cái giới trẻ nó lười nhác đi và nó sẽ lệch lạc hoàn toàn về tư duy sáng tạo. Và đúng như dự báo của cố nhạc sĩ Lương Minh, sự lười nhác được tiếp tay đã dẫn đến chỉ 2 năm sau, Chúng ta không thuộc về nhau ra đời. Trong rất nhiều vụ việc liên quan đến đạo nhạc, không khó để thấy sự thờ ơ, im hơi lặng tiếng của những đơn vị cần có tiếng nói như Hội Nhạc sĩ, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả. Đơn giản vì bao năm nay, những đơn vị này vẫn luôn đóng vai trò thụ động. Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam thì còn có rất nhiều việc mà bận rộn khác. Đấy, còn nếu mà có yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, chẳng hạn như là Bộ Văn hóa, như là Cục Bản quyền, hay là Cục Biểu diễn, hay là Hội Nhạc sĩ chẳng hạn, mà tôi đề nghị là chính các đơn vị này là nên lên tiếng về cái tình trạng đạo nhạc. Trong rất nhiều buổi họp báo ra mắt sản phẩm, chương trình âm nhạc của mình, chàng ca sĩ gốc Thái Bình luôn nhận được những câu hỏi về việc mình đạo nhạc hay sao chép phong cách thời trang. Tuy nhiên, cả Sơn Tùng và giám đốc WePro đều cho rằng không hiểu sao thị phi lại luôn vây bổ lấy mình, và họ học cách bỏ qua để tập trung cho âm nhạc. Trong âm nhạc thì ngoài chuyện chuyên môn, người ta còn hay nói đến vấn đề đạo đức. Song giữa thế giới ảo nhiều lúc lấn át thế giới thật, thì nghệ thuật giả điếc của nghệ sĩ là một chiêu thức thường dẫn đến thành công. Vâng, khi nói đến đạo đức của người nghệ sĩ, phải nói đến lòng tự trọng của họ. Và điều này làm chúng ta nhớ đến trường hợp của nhạc sĩ Bảo Trấn với ca khúc Tình Thôi Xót Xa, đã làm nên tên tuổi của ca sĩ Lam Trường, được cho là có phần âm nhạc giống đến 99% của bản nhạc hòa tấu Frontier của nhạc sĩ Nhật Bản Keiko Matsui. Án phạt cảnh cáo của Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã khiến cho người nghệ sĩ tài hoa ở ẩn 10 năm không xuất hiện trong làng âm nhạc. Và đó có thể coi là một trong số những án phạt hiếm hoi của đơn vị nghệ thuật dành cho một nghệ sĩ. Nhạc sĩ Bảo Trấn được coi là một nghệ sĩ có lòng tự trọng cao nhất trước những hành vi của mình. Vâng, con số 27 triệu lượt xem ca khúc Chúng ta không thuộc về nhau chắc chắn sẽ còn tăng thêm nữa, bởi bối cảnh xưa của nhạc sĩ Bảo Trấn đã khác bây giờ. Và những cái like, share cuồng nhiệt cho một cái sai thì nó sẽ khiến cho nhiều người hoảng hốt, không còn tin vào suy nghĩ của mình nữa. Số đông chưa hẳn đã đúng, nhưng số đông luôn có một sự tác động mạnh mẽ. Thưa quý vị, câu chuyện về âm nhạc xin được dừng tại đây. Và chúng tôi thì muốn quý vị và các bạn cùng lắng nghe thêm những cái ý kiến của những người làm trong những lĩnh vực nghệ thuật khác, để chúng ta có thể thấy rằng là chuyện ăn cắp vi phạm bản quyền nhiều không kể xiết. Chúng ta cứ nói đến đạo đức và luật, nhưng mà xem ra cả hai thứ đó đều đang bị thờ ơ, hoặc là bản thân chúng ta dường như là đang có vấn đề. Trong lĩnh vực hội họa, những bức tranh trở về từ châu Âu, 17 bức tranh đều là giả, song lại được gắn mác của các danh họa Việt Nam và xuất hiện công khai tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc khiến không ít họa sĩ lên tiếng báo động về thực trạng vi phạm bản quyền đã không còn xa lạ. Trong cái giai đoạn những bức tranh ra khỏi cái đất nước này ấy, thì phần lớn từ những tay những buôn đồ cổ, rất nhiều bức tranh tốt không được giới mỹ thuật thực sự quan tâm, bảo tàng cũng không quan tâm, rồi cục mỹ thuật cũng quan tâm mà cũng không quan tâm gì nhiều về những cái tác giả đấy cả, và nó trôi nổi trong thị trường của giới đồ cổ bởi vì nó có cái lợi nhuận rất cao. Và cuối cùng rằng đây là một bài học rất là cay đắng, rằng là nếu chúng ta để hở ra thì chính người nước ngoài tưởng là văn minh vậy, họ cũng sẽ lợi dụng tất cả những sự ngớ ngẩn của chúng ta để họ làm tiền. Gần đây nhất, một cuộc tọa đàm trong khuôn khổ Hội chợ Nhiếp ảnh Việt Nam Photo Fair 2016 về vấn đề bản quyền trong nghệ thuật hiện nay đã được tổ chức tại Hà Nội. Cuộc tọa đàm đã thu hút được nhiều sự quan tâm. Những người tham gia vào tọa đàm đã chỉ ra nhiều vấn đề bất cập
trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền nghệ thuật hiện nay. Thực tế xã hội mình bây giờ có rất nhiều những cái nhận thức hoặc là chưa có nhận thức đúng đắn về vấn đề bản quyền của nhiếp ảnh, bởi vì họ không coi nhiếp ảnh là một sản phẩm của nghệ thuật, bởi vì họ không coi công sức của nghệ sĩ nhiếp ảnh cao bằng công sức lao động của những lĩnh vực khác. Đấy cũng là một phần nguyên nhân. Một phần nguyên nhân nữa là do thói quen sử dụng bừa bãi về các sản phẩm điện ảnh. Một nguyên nhân nữa cũng chính xuất phát từ những nhiếp ảnh gia, họ không, nhiều nhiếp ảnh gia không có ý thức bảo vệ chính cái tác phẩm của mình. Về căn bản luật thì hình như ở đây hoàn toàn đều có cả rồi, đều có hết cả một cái, và nhiều khi còn rất nhiều điều thừa rườm rà và nó không có giải quyết vấn đề gì thực tế cả. Thế nhưng vấn đề ở đây thì lại vấn đề rằng là những người thực sự hiểu biết thị trường, hiểu biết cái dòng đi của những cái vật phẩm văn hóa như vậy, hiểu biết thực sự họa sĩ đang làm gì và họ nghĩ ra sao để giúp họ thế nào để bảo vệ tác quyền của họ, thì quả thực là hoàn toàn không có. Một bộ máy có mà hình như toàn bộ để đi giải quyết những vấn đề hậu quả. Đáng lẽ phải lường trước được tất cả điều đó. Đạo đức đang thiếu, hiểu biết chưa nhiều, luật còn nhiều chỗ hở. Tất cả những điều đó đang lý giải cho thực trạng vi phạm bản quyền trong nghệ thuật hiện nay tràn lan và chưa có hồi kết. Thưa quý vị, trong lĩnh vực âm nhạc thì nhạc sĩ Quốc Trung từng phát động chiến dịch Nghe Có Ý Thức nhằm kêu gọi công chúng là hãy biết chọn lọc thưởng thức những tác phẩm có giá trị nghệ thuật. Vâng, cá nhân tôi thì cho rằng công chúng không bao giờ có lỗi trong sự lựa chọn của họ. Và có lẽ trước khi kêu gọi họ hãy là những người thông minh có ý thức thì cần phải kêu gọi những người vốn vẫn được coi là những người sáng tạo hãy có lòng tự trọng. Thêm đó là hiểu biết để không trở thành kẻ lười biếng hoặc là nạn nhân của một vụ ăn cắp nghệ thuật nào đó. Và thưa quý vị, vừa rồi chính là câu chuyện buổi sáng của chúng tôi. Và tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua thông tin về các sự kiện đáng chú ý dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 15 tháng 8. Theo kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông, dự kiến vào ngày hôm nay, 4 thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ngừng phủ sóng toàn bộ các kênh truyền hình analog. Đây cũng là dấu mốc đánh dấu hoàn thành giai đoạn 1 trong lộ trình đề án số hóa truyền hình Việt Nam từ nay đến năm 2020. Học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên ở nhiều địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk hay Hậu Giang sẽ tựu trường vào ngày hôm nay và cũng có thể sẽ bắt đầu luôn năm học mới. Ví dụ như tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian học kỳ 1 sẽ được tính từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 và học kỳ 2 sẽ bắt đầu từ ngày 2 tháng 1 đến ngày 24 tháng 5 năm 2017. Nếu như quy định cũ trước đây thẻ phụ ngân hàng chỉ áp dụng cho độ tuổi từ 15 trở lên thì nay trẻ 6 tuổi đã có cơ hội sử dụng. Dù không được rút tiền mặt nhưng theo quy định mới này, trẻ vẫn có thể sử dụng thẻ của bố mẹ để thanh toán cho một số mục đích nhất định. Nhiều người cho rằng việc sử dụng thẻ ATM để thanh toán giúp trẻ an toàn hơn, cha mẹ có thể kiểm soát được chi tiêu của con vì khi thẻ phụ rút tiền ở đâu, khi nào đều được ngân hàng thông báo ngay. Dự kiến ngày hôm nay, âu tàu Rạch Chanh, tỉnh Long An sẽ đưa vào khai thác, qua đó giúp phương tiện thủy từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long rút ngắn hành trình so với các tuyến đường thủy khác. Âu tàu còn góp phần xả lũ ngăn mặn trong mùa khô để thực hiện điều tiết nguồn nước ngọt trong vùng đồng tháp 10. Âu tàu Rạch Chanh được khởi công từ tháng 12 năm 2012, có 11 hạng mục. Trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, hành khách đi tàu hỏa sẽ có cơ hội mua vé rẻ hơn tới 20% nếu đi trên các đoàn tàu thống nhất SE3, SE4, SE7, SE8, TN12, SE21, SE22. Đặc biệt cũng với các đoàn tàu này, khách mua vé đi tàu trước 30 ngày đến 59 ngày sẽ được giảm 30% giá vé và mua vé trước 60 ngày trở lên được giảm 50% giá vé. Đối với mỗi vận động viên tham dự các kỳ Thế vận hội thể thao thì chiếc huy chương vàng Olympic thực sự là một niềm mơ ước, khát khao cũng như mục tiêu phấn đấu của họ. Bởi được đeo trên mình chiếc huy chương vàng và đứng trên bục cao nhất không chỉ là niềm vinh dự đối với cá nhân mà đó còn là niềm tự hào của cả một dân tộc. Vậy thì chiếc huy chương quý giá đó đã được tạo nên như thế nào? Với thiết kế hình tròn truyền thống, các tấm huy chương vàng Olympic Rio là một thiết kế thực sự hoàn hảo.
Một mặt của các huy chương được khắc hình nữ thần chiến thắng Nike trên nền ngôi đền Hy Lạp cổ Parthenon, trong khi mặt kia được dập nổi thời gian và địa điểm diễn ra Thế vận hội. Rio de Janeiro là vùng đất có sự đa dạng địa hình như biển, núi với các đường cong nổi bật. Phụ nữ Brazil cũng có một hình thể nổi bật bởi những đường cong quyến rũ. Và tôi đã cố gắng để thể hiện được điều đó trong hình nữ thần Nike. Một tấm huy chương vàng Olympic Rio có kích thước lớn hơn hẳn những tấm huy chương trong các kỳ Thế vận hội trước đó. Với đường kính 8,5cm, dày 6mm và nặng 0,5kg, những tấm huy chương này nặng hơn gần 100g so với huy chương ở Olympic 2012 tại London. Một tấm huy chương vàng Olympic Rio được tạo nên từ 1,2% vàng với độ tinh khiết 99,9% và 98,8% bạc với độ tinh khiết 92,5%. Việc sử dụng thêm thành phần bạc nhằm làm tăng độ cứng cho các tấm huy chương. Và theo giá vàng bạc ở thời điểm hiện tại, một chiếc huy chương vàng sẽ có giá trị vào khoảng $564. Theo tạp chí Forbes, Brazil đã sản xuất tổng cộng 2.488 huy chương cho Olympic năm nay, trong đó có 812 huy chương vàng, 812 huy chương bạc và 864 huy chương đồng. Mới đây, một người đàn ông đã được trao vương miện nữ hoàng diệu ở Đức, danh hiệu truyền thống vốn được trao thường niên cho các cô gái trẻ địa phương đến từ những gia đình trồng nho làm rượu. Trong vài năm qua, ngôi làng Kesten ở Đức đã gặp rất nhiều khó khăn khi thiếu ứng cử viên cho cuộc thi nữ hoàng rượu, đại sứ cho các loại rượu vàng được sản xuất tại địa phương trong thung lũng Mosel. Vào những năm đầu thế kỷ 20, các nữ hoàng rượu sẽ mặc váy đơn Folsky và thể hiện hình ảnh truyền thống của phái nữ Đức. Tuy nhiên gần đây, không có một nữ hoàng rượu nào của vùng Kesten đăng quang bởi trong 3 năm liên tiếp, cuộc thi này không có ứng cử viên nào là phụ nữ. Và đến năm nay, một giải pháp không chính thống đã được ban tổ chức cuộc thi lựa chọn khi trao giải nữ hoàng rượu cho một nam sinh viên, người tình nguyện nhận giải để tiếp nhận công việc đại sứ quảng bá cho ngành sản xuất rượu nho của địa phương. Vào một buổi tối, khi tôi nói chuyện với Sarah, nữ hoàng rượu hiện nay, người đã giữ chức vụ đó trong 3 năm liên tiếp. Chúng tôi trao đổi về việc rất khó để tìm một người phụ nữ có thể tiếp nhận vai trò này. Và sau đó tôi đã nói rằng, nếu như không tìm thấy bất cứ ai, tôi có thể trở thành nữ hoàng rượu tương lai. Thay vì mặc áo choàng truyền thống và đội vương miện, Finker đã chọn cho mình bộ trang phục kiểu La Mã để đại diện cho thần rượu Bajos. Anh đã chính thức đăng quang với một vòng hoa nguyệt quế và được hoan nghênh bởi những người làm rượu vàng địa phương. Hiện, Finker sẽ dành 12 tháng tiếp theo để học về rượu vàng và trồng nho để thúc đẩy công việc sản xuất của địa phương. Trường hợp một cậu bé sinh ra với làn da trùng nhão, chảy xệ và nhăn nheo, trông như là một ông cụ 80 tuổi, tưởng chừng như chỉ có trong phim. Ấy thế nhưng nó lại diễn ra trong đời thực. Và em Bayzid Sikder, 4 tuổi, sống ở Magura, Bangladesh, là một người mắc căn bệnh hiếm gặp này. Nhiều bác sĩ đã rất bối rối khi không tìm được nguyên nhân của chứng bệnh lạ mà cậu bé này đang mắc phải. Cậu bé Bayzid Sikder sống ở Magura, Bangladesh, nhìn trông giống như một ông lão hơn là một cậu bé đang ở tuổi đi học với làn da nhăn nheo và chảy xệ. Gia đình đã đưa Bayzid tới rất nhiều bệnh viện để thăm khám, nhưng tất cả các bác sĩ đều bối rối về tình trạng của cậu bé. Họ đều không đưa ra được kết luận về bệnh tình cũng như là phương pháp điều trị. Con trai tôi từ lúc sinh ra đã rất yếu ớt và gần đây thằng bé thường xuyên đau ốm, nhiều khi huyết áp của con lại không tốt. Trong khi đó, hàng ngày Bayzid vẫn đang phải gánh chịu rất nhiều phiền toái do mắc phải triệu chứng bẩm sinh này. Khi tôi và chồng đưa Bayzid đến siêu thị hay nơi nào đó, mọi người thường nhìn chăm chăm vào con và ngạc nhiên. Có nhiều người cười nhạo, nhưng cũng có những người cảm thông. Thậm chí, họ còn đề nghị mua đồ ăn hay đồ chơi cho Bayzid. Hiện tại, theo các bác sĩ ở Bangladesh, thì có thể kiểm tra tổng thể để tìm ra bệnh của Bayzid, nhưng chi phí điều trị sẽ rất tốn kém. Thưa quý vị, lễ hội thảm hoa Bruxelles là một trong những lễ hội hoa lớn nhất tại Bỉ, được tổ chức 2 năm một lần, thu hút sự quan tâm của hàng ngàn người trên thế giới. Với những thảm hoa mang chủ đề Nhật Bản, lễ hội năm nay đã là điểm đến hấp dẫn của rất nhiều người dân Bỉ cũng như du khách quốc tế đổ về với thành phố Bruxelles để chiêm ngưỡng những thảm hoa tuyệt đẹp này.
Lễ hội thảm hoa Bruxelles lần thứ 20 này đã được tổ chức tại quảng trường nổi tiếng, được xây dựng từ thế kỷ 15 của Bỉ, mang tên Grand Ballet. Với chủ đề Nhật Bản, những thảm hoa năm nay sẽ là sự góp mặt của hàng trăm ngàn bông hoa thu hải đường và cúc thực dược. Những hình ảnh về loài hạc Nhật Bản, loài chim tượng trưng cho may mắn và trường thọ trong văn hóa châu Á, cá chép koi sẽ được khắc họa bằng những bông hoa đủ màu sắc. Tôi là người chịu trách nhiệm thiết kế thảm hoa Nhật Bản này, cùng với sự hỗ trợ đắc lực từ người bạn Bỉ, Max Sotis. Chính sự đồng điệu trong thiết kế đã giúp chúng tôi tạo ra một thảm thật tuyệt vời. Thảm hoa này tượng trưng cho niềm vui và bình an. Bức thảm hoa có chiều dài 75m và rộng tới 24m, được tạo ra từ 600.000 bông hoa đầy màu sắc. Nó sẽ được trưng bày tại quảng trường lớn này đến hết ngày 15 tháng 8. Lễ hội thảm hoa Bruxelles Bỉ đã trở thành một nét truyền thống và mang tính văn hóa riêng. Mỗi năm đều có những tạo hình khác nhau. Lễ hội thảm hoa Bruxelles được bắt đầu từ năm 1971 theo đề xuất của một kiến trúc sư cảnh quan có tên là Istoterman. Shopping luôn được xem là một trong những sở thích số một của những người phụ nữ. Tuy nhiên, đôi khi nhiều người lại gặp phải khá nhiều khó khăn để có thể chọn được một bộ trang phục phù hợp nhất cho bản thân nếu chỉ đi mua sắm một mình. Và theo đó thì nhằm giải quyết nỗi lo này cho những tín đồ mua sắm, một chiếc gương thần thông minh có thể tư vấn trang phục phù hợp đã ra đời. Gương thần Org Mirror là sự phát triển của Org Labs với sự đầu tư vốn của Wing và Rebecca Minop. Những bộ quần áo cũng sẽ được gắn một thiết bị vô tuyến giúp các nhân viên bán hàng giám sát được các sản phẩm khách mang vào phòng thử đồ. Khách hàng chỉ cần chạm tay cảm ứng lên gương để tương tác và đưa ra các yêu cầu mua sắm. Sau đó, Org Mirror sẽ đưa ra những gợi ý phù hợp nhất. Thậm chí khách hàng còn có thể đặt lệnh mua đồ trực tiếp trên gương, sau đó kiểm tra lại giao dịch trên điện thoại của họ thông qua một ứng dụng mua sắm. Phòng thử đồ có gắn các gương thần Walk Mirror, hy vọng có thể tạo nên một cuộc cách mạng trong việc mua sắm quần áo. Kenny Baker, nam diễn viên kỳ cựu chỉ cao hơn 1m1, người đóng vai robot R2-D2 trong 6 bộ phim Star Wars kể từ năm 1977, mới đây đã qua đời ở nhà riêng tại Preston, Anh sau nhiều năm chiến đấu với bệnh tật, và ông thọ 81 tuổi. Sau một thời gian dài lâm bệnh, nam diễn viên người Anh Kenny Baker đã qua đời ở tuổi 81. Thông tin về sự ra đi của Baker đã được xác nhận bởi cháu gái của ông là Abigail Shaw. Trước thông tin về sự ra đi của ông Baker, nhiều người hâm mộ loạt phim Star Wars. EDM đang là làn sóng âm nhạc có sức lan tỏa mạnh nhất trên toàn cầu. Không chỉ xuất hiện tại các club hay là lễ hội âm nhạc, ngày nay thì các bản nhạc EDM cũng xuất hiện hầu hết trong các tuyển tập OST của mọi bộ phim. Và một trong những bộ phim bom tấn của năm đến từ DC Suicide Squad cũng không phải là ngoại lệ. Thưa quý vị, ngôi sao của làng nhạc điện tử thế giới Skrillex mới đây đã tung ra MV cho Jack Purple Lamborghini, nhạc phim chính của bom tấn Suicide Squad. Đây là ca khúc thứ 3 trong bom tấn hành động. Được chính thức ra mắt và nối tiếp hai bản hit là Hunter và Sucker for Pain. Từng được kỳ vọng nhưng khi ra mắt, Suicide Squad lại làm nhiều người thất vọng vì các chi tiết rối rắm, dài dòng và nội dung rời rạc. Vai diễn Joker của Jared đã khép lại chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc cho quý vị có một ngày mới, một tuần mới thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.